Chào các bạn đã trở lại với bản tin thị trường và giá vàng của kênh Net Media CCTV. Hôm nay thứ hai ngày 4 tháng 5 năm 2020. Như thường lệ, nội dung trong bản tin bao gồm thông tin thị trường vàng trong nước và thế giới, tỷ giá ngoại tệ và giá heo hơi của ngày hôm nay. Hôm nay giá vàng thế giới giảm nhẹ, được ghi nhận vào lúc 6 giờ 45 phút theo giờ Việt Nam. Giá vàng giao ngay giảm 0,5%, xuống còn 1.694,5 đô la trên một ao. Thị trường vàng trong nước thì tăng giảm trái chiều, mức tăng từ 50.000 đến 100.000 đồng một lượng, mức giảm dao động từ 50.000 đến 200.000 đồng một lượng. Tỷ giá đồng USD trên Việt Nam đồng giảm. Giá heo hơi ở miền Bắc tăng trở lại trong khi miền Trung và miền Nam lặng sóng. Trước tiên mời các bạn xem bảng giá vàng của ngày hôm nay. Lúc 9 giờ 30 phút sáng nay, tập đoàn Doji niêm yết giá vàng tại Hà Nội mua vào 47.800.000 đồng một lượng, bán ra 48.150.000 đồng một lượng, tăng 50.000 đồng một lượng chiều mua vào, giữ nguyên giá ở chiều bán ra. Tại thành phố Hồ Chí Minh niêm yết mua vào 47.800.000 đồng một lượng, bán ra 48.250.000 đồng một lượng, tăng 50.000 đồng một lượng chiều mua vào, giữ nguyên giá ở chiều bán ra. Tại Đà Nẵng niêm yết 47.750.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và 48.280.000 đồng một lượng ở chiều bán ra, tăng 100.000 đồng một lượng chiều mua vào và giảm 50.000 đồng một lượng chiều bán ra. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng tại Hà Nội mua vào 47.800.000 đồng một lượng, bán ra 48.420.000 đồng một lượng, giảm 50.000 đồng một lượng chiều mua vào và giảm 100.000 đồng một lượng chiều bán ra. Tại thành phố Hồ Chí Minh niêm yết 47.800.000 đồng một lượng mua vào và 48.400.000 đồng một lượng bán ra, giảm 50.000 đồng một lượng chiều mua vào và giảm 100.000 đồng một lượng chiều bán ra. Tại Đà Nẵng niêm yết mua vào 47.800.000 đồng một lượng, bán ra 48.420.000 đồng một lượng, giảm 50.000 đồng một lượng chiều mua vào và giảm 100.000 đồng một lượng chiều bán ra. Công ty vàng BNG niêm yết đồng giá tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và ở Đà Nẵng. Cụ thể mua vào 47.800.000 đồng một lượng, bán ra 48.600.000 đồng một lượng, không có sự thay đổi giá so với ngày hôm qua. Giá vàng Bảo Tín Minh Châu niêm yết tại Hà Nội mua vào 45.660.000 đồng một lượng, bán ra 46.410.000 đồng một lượng, giảm 50.000 đồng một lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Giá vàng IGC niêm yết tại Hà Nội mua vào 47.800.000 đồng một lượng, bán ra 48.150.000 đồng một lượng, giảm 50.000 đồng một lượng chiều mua vào và giảm 200.000 đồng một lượng chiều bán ra. Về tình hình giá vàng thế giới, giá vàng thế giới giảm nhẹ, ghi nhận vào lúc 6 giờ 45 phút theo giờ Việt Nam ngày 4 tháng 5, giá vàng giao ngay giảm 0,5%, xuống còn 1.694,5 đô la trên một ounce. Vàng giao tháng 6 tăng 0,19%, lên 1.704,2 đô la trên một ounce. Sau đợt sụt giảm bất ngờ vào ngày thứ Năm 30 tháng 4, giá vàng đã phục hồi và tăng trở lại mức trên 1.700 đô la trên một ounce vào phiên giao dịch cuối tuần. Tuy nhiên, xét về dữ liệu theo tuần, giá vàng tuần qua đã giảm khoảng 1%. Tuần này, thị trường kim loại quý sẽ phụ thuộc vào một số dữ liệu kinh tế vĩ mô quan trọng, ảnh hưởng đến tâm lý của giới đầu tư. Cụ thể, Ủy ban châu Âu EC sẽ công bố dự báo kinh tế cập nhật cho khu vực đồng euro vào thứ Ba ngày 5 tháng 5. Dữ liệu PMI phi sản xuất của Mỹ cũng sẽ được phát hành cùng ngày. Thứ Tư ngày 6 tháng 5, dữ liệu PMI dịch vụ từ Trung Quốc và các số liệu PMI tổng hợp từ IHS Markit cho tháng 4 của Đức và khu vực châu Âu sẽ thu hút sự quan tâm lớn từ người tham gia thị trường. Bên cạnh đó, dữ liệu việc làm tại Mỹ của ADP cũng sẽ được giới thiệu, giúp các nhà giao dịch có cái nhìn sâu sắc hơn về tình hình thị trường lao động tại nền kinh tế lớn nhất thế giới. Báo cáo về số lượng thất nghiệp hàng tuần tại quốc gia này cũng là một yếu tố quan trọng, có khả năng ảnh hưởng đến vàng. Vào thứ Năm ngày 7 tháng 5,
Ngân hàng Anh sẽ công bố quyết định lãi suất và đưa ra biên bản cuộc họp của Ủy ban Chính sách Tài khoá. Cuối cùng, bảng lương phi nông nghiệp từ Mỹ sẽ được phát hành vào thứ Sáu ngày 8 tháng 5. Đây là một số liệu rất quan trọng, vì đây sẽ là báo cáo việc làm đầu tiên phản ánh tác động của các biện pháp đóng của nền kinh tế nhằm ngăn chặn sự lây lan của đại dịch Covid-19. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ áp dụng cho ngày 4 tháng 5 năm 2020. 1 USD bằng 23.247 Việt Nam đồng. Và sau đây là tỷ giá mua bán của một số đồng ngoại tệ. Đô la Mỹ mua vào 23.175 Việt Nam đồng, bán ra 23.650 Việt Nam đồng. Đồng euro mua vào 24.694 Việt Nam đồng, bán ra 26.222 Việt Nam đồng. Yên Nhật mua vào 211 Việt Nam đồng, bán ra 224 Việt Nam đồng. Bảng Anh mua vào 28.078 Việt Nam đồng, bán ra 29.814 Việt Nam đồng. Phô răng Thụy Sĩ mua vào 23.405 Việt Nam đồng, bán ra 24.853 Việt Nam đồng. Đô la Úc mua vào 14.392 Việt Nam đồng, bán ra 15.283 Việt Nam đồng. Đô la Canada mua vào 15.939 Việt Nam đồng, bán ra 16.925 Việt Nam đồng. Tình hình giá heo hơi của ngày hôm nay. Giá heo hơi tại miền Bắc ngày hôm nay khởi đầu tuần mới bằng xu hướng tăng tại một vài địa phương với mức tăng lên đến 6.000 đồng 1kg. Cụ thể, tại Hà Nội giá heo hơi tăng vọt từ 85.000 đồng lên 91.000 đồng 1kg sau khi báo tăng 6.000 đồng. Tại Thái Nguyên tăng 2.000 đồng đạt 92.000 đồng 1kg. Đây là mức giá cao thứ hai của miền Bắc vào thời điểm hiện tại. Tại Hưng Yên, giá heo hơi cũng tăng 3.000 đồng quay về đỉnh 93.000 đồng 1kg. Cùng giữ mức giá cao nhất cả nước 93.000 đồng 1kg còn được ghi nhận tại Ninh Bình và Bắc Giang, dù hai địa phương này không có sự điều chỉnh mới trong ngày hôm nay. Ngoài ra, tại các địa phương khác cũng giữ ổn định vào đầu tuần như Nam Định, Thái Bình, Vĩnh Phúc và Hà Nam, giá heo hơi tiếp tục ở mức 90.000 đồng 1kg. Còn tại Yên Bái, Lào Cai, Vĩnh Phúc, Phú Thọ và Tuyên Quang, giá heo hơi hiện đang giao dịch quanh mức từ 86.000 đồng đến 87.000 đồng 1kg. Nhìn chung, giá heo hơi tại các tỉnh miền Bắc hôm nay được thương lái thu mua trong khoảng từ 86.000 đồng đến 93.000 đồng 1kg. Giá heo hơi ở miền Trung và Tây Nguyên duy trì đà lặn sóng của ngày cuối tuần trước, với mức giá tốt nhất miền đạt 90.000 đồng 1kg. Cụ thể, ở Quảng Nam, Thanh Hóa và Nghệ An vẫn là những địa phương giữ đỉnh của vùng với mức 90.000 đồng 1kg. Trong khi đó, các tỉnh khác như Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Khánh Hòa, Quảng Ngãi, giá heo hơi hôm nay được giao dịch ở ngưỡng 88.000 đồng 1kg. Tại Bình Thuận, giá heo hơi cao hơn một chút đạt 89.000 đồng 1kg. Khu vực Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay tại Lâm Đồng vẫn ở mức đáy của vùng là 85.000 đồng 1kg, trong khi Đắk Lắk tốt hơn một chút, 87.000 đồng 1kg. Theo đó, giá heo hơi tại miền Trung và Tây Nguyên tiếp tục nằm trong khoảng từ 85.000 đồng đến 90.000 đồng 1kg. Còn ở miền Nam, giá heo hơi hôm nay đứng yên khi không ghi nhận được sự điều chỉnh của địa phương nào, khiến vùng giá giao dịch của khu vực tiếp tục nằm dưới 90.000 đồng 1kg. Cụ thể, ở Đồng Nai và Vũng Tàu, giá heo hơi vẫn dừng ở mức 85.000 đồng 1kg. Trong khi đó, giá heo hơi tại Bình Dương, Tây Ninh, Bình Phước và thành phố Hồ Chí Minh còn thấp hơn, nằm ở mức 83.000 đồng 1kg. Các địa phương như Long An, Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Kiên Giang và Trà Vinh, giá heo dừng ở ngưỡng cao của vùng là 88.000 đồng 1kg. Còn các tỉnh gồm Bến Tre, Tiền Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau và Vĩnh Long, giá heo hơi hôm nay nằm trong khoảng từ 84.000 đồng đến 85.000 đồng 1kg. Nhìn chung, giá heo hơi tại các tỉnh thành phía Nam giao dịch trong khoảng từ 83.000 đồng đến 88.000 đồng 1kg, là vùng giá thấp nhất trên cả nước. Tại chợ đầu mối Hóc Môn, lượng heo về chợ trong ngày 3 tháng 5 đạt 3.300 con và tình hình buôn bán tại chợ tiếp tục thuận lợi. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin thị trường của kênh Net Media CCTV. Mời các bạn đăng ký kênh để nhận nhanh thông tin giá cả hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin thị trường vào ngày mai.